Gần 10 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, nhiều cơ hội cũng như thách thức từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã xuất hiện, tồn tại và đan xen, tác động mạnh mẽ lên nền kinh tế Việt Nam. Nhưng cũng gần một thập kỷ qua, xuất khẩu của Việt Nam luôn ở mức tăng trưởng. Năm 2015 là năm thứ 5 liên tiếp xuất khẩu của Việt Nam về đích trước hạn. Một trong những đóng góp mang tính bền vững và hiệu quả nhiều mặt là hoạt động xúc tiến thương mại. Hoạt động này đã góp phần thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu và cải thiện cán cân thanh toán quốc tế.